Cẩm Tú và Mạnh Tiến kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị khán giả, tại lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng ngày 18 tháng 5 tại thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu: "Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta. Cuộc đời 79 mùa xuân của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại." Và trong những ngày tháng năm lịch sử, mỗi người dân Việt Nam chúng ta đều nhớ đến ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu. Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2020 năm nay, đúng vào dịp toàn đảng tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng, là dịp để mỗi chúng ta bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc tới Bác Hồ kính yêu. Toàn đảng, toàn quân và toàn dân Việt Nam quyết tâm tiếp tục tiến bước trên con đường xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn. Thưa quý vị khán giả, hôm nay thứ Ba ngày 19 tháng 5 năm 2020, chương trình thời sự sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Trong chương trình có phóng sự Tây Ninh làm theo lời Bác. Ra quân thực hiện công trình tuyến đường thanh niên làm theo lời Bác. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị trực tuyến công bố chỉ số cải cách hành chính. Trường Trung cấp Y tế Tây Ninh khen thưởng các tình nguyện viên tích cực tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị khán giả, cuộc kháng chiến chống Mỹ diễn ra ác liệt. Trong từng giai đoạn, Bác Hồ luôn mong muốn được vào thăm đồng bào, chiến sĩ miền Nam. Nhiều lần Bác gửi thư cho Bộ Chính trị yêu cầu bố trí để Bác đi thăm hỏi động viên đồng bào chiến sĩ miền Nam đang chiến đấu gian khổ. Có một bức thư của Bác viết gửi cho đồng chí Lê Duẩn được sao lưu trưng bày tại khu di tích quốc gia đặc biệt căn cứ Trung ương Cục miền Nam. Đó là bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cho đồng chí Lê Duẩn. Thư này Bác viết vào tháng 3 năm 1968. Trong thư, Bác đề nghị với đồng chí Lê Duẩn bàn với Bộ Chính trị sắp xếp cho Bác vào thăm chiến trường miền Nam. Cách đi, Bác sẽ làm công trên chiếc tàu biển. Cùng đi có hai chú Bảo và Kỳ. Bác cũng gợi ý sắp xếp với đồng chí Lê Duẩn. Đó là lúc đến, anh em trong đó chịu phụ trách đón khi tàu cập bến và đưa Bác đến nhà anh Sáu, anh Bảy. Anh Sáu đây là mật danh của đồng chí, gọi là Sáu Mạnh, đó là bí danh của đồng chí Lê Đức Thọ. Lúc bây giờ là sau Mậu Thân 1968, được Bộ Chính trị bổ sung vào là Phó Bí thư Trung cục miền Nam. Nhà anh Bảy, đây là Bảy Hồng, bí danh của đồng chí Phạm Hùng, thời điểm đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung cục miền Nam. Và nhà anh Sáu, anh Bảy này nằm trong căn cứ Trung cục, và thời điểm đó thì Trung cục miền Nam đang trú đóng ở cái vùng của chiến khu Bắc Tây Ninh. Tuy nhiên thì do tình hình sức khỏe của Bác, do tình hình chiến trường miền Nam, cho nên là Bộ Chính trị không sắp xếp được theo đúng như nguyện vọng của Bác. Mong ước của Bác không thực hiện được, nhưng miền Nam vẫn luôn trong trái tim Bác. Nhân dân miền Nam, nhân dân Tây Ninh luôn hướng về người, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua các tư liệu ghi lại thì Bác bệnh, mệt nhiều, nhưng mà vẫn nhớ đến miền Nam, vẫn đề xuất với Bộ Chính trị sắp xếp cho Bác vào thăm chiến trường miền Nam. Và khi mà tiếp tất cả các đoàn khách tham quan, giới thiệu về hình ảnh, những hình ảnh hiện vật trong nhà trưng bày, đưa khách tới cái phần trưng bày có cái bức thư của Bác, thì khi xem và nghe cái nội dung của bức thư, hầu như là tất cả các đoàn, các thành viên trong những các đoàn đó đều rất là xúc động. Họ lặng người đi. Trong khu di tích quốc gia đặc biệt căn cứ Trung ương Cục miền Nam, bức thư của Bác được trưng bày cùng nhiều hiện vật thời kháng chiến gian khổ nhưng hào hùng của quân dân ta. Mỗi dòng chữ nghiêng nghiêng được Bác tự tay viết, chứa đựng tất cả tình thương Bác dành cho chiến sĩ và đồng bào miền Nam.
nhắc nhở mỗi người dân Tây Ninh phấn đấu rèn luyện mình, làm theo lời Bác bằng những việc làm thiết thực nhất. Kính thưa quý vị khán giả, Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, là người con ưu tú của dân tộc Việt Nam. Cả cuộc đời, người đã hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, vì hạnh phúc nhân dân. Đời tư trong sáng, giản dị, không một chút riêng tư, là tấm gương mẫu mực để mọi người học tập và noi theo. Khắc ghi lời dạy của người, đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh quyết đồng lòng thực hiện tâm nguyện của người để xây dựng quê hương ngày càng ấm no, hạnh phúc. Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2020, trong chương trình thời sự hôm nay, kính mời quý vị theo dõi phóng sự Tây Ninh làm theo lời Bác do phóng viên Tố Tuấn thực hiện. Qua 4 năm thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo có nhiều giải pháp cụ thể, sáng tạo, sát thực tiễn, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó, để lãnh đạo chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện tốt chỉ thị 05 trong đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ thị, xác định những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chuyên đề hàng năm, đổi mới phương thức học tập, quán triệt, phát huy hình thức học tập trực tuyến. Qua 4 năm, các cấp ủy đã tổ chức trên 2.000 lớp với hơn 170.000 lượt cán bộ, đảng viên. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt trên 98%. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp đã triển khai tuyên truyền trong hơn 1.500.000 lượt đoàn viên, hội viên về nội dung chuyên đề toàn khóa hàng năm. Qua triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo trở thành việc làm thường xuyên, là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng đảng, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua yêu nước của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó, xác định phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo triển khai tổ chức thực hiện tốt 3 khâu đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện, thành lập Ban chỉ đạo thực hiện những giải pháp mang tính đột phá của tỉnh và lập 5 nhóm công tác để tổ chức thực hiện. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ đã được các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Công tác an sinh xã hội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đạt kết quả tốt. Nhiều đối tượng được hỗ trợ đã vượt qua khó khăn, có việc làm, có vốn sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Đã kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,85%, vượt kế hoạch đề ra, trở thành tỉnh đứng thứ 5 của cả nước về giảm nghèo. Công tác thông tin tuyên truyền, triển khai giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được quan tâm chú trọng. Qua nhiều đợt thực tế ở cơ sở để tìm chất liệu và nguồn cảm hứng sáng tác, đồng thời qua lăng kính nghệ thuật và tài năng sáng tạo của từng tác giả, những bài thơ, bút ký, truyện ngắn, tranh, ảnh nghệ thuật và ca khúc tân nhạc có giá trị vì con người, vì phẩm giá con người đã ra đời, góp phần cổ vũ, nêu gương, nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng nhân cách con người Việt Nam theo tinh thần nghị quyết 33 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11. Đã góp phần quảng bá hình ảnh con người quê hương Tây Ninh, trong đó có một số bài có giá trị tốt về nội dung tư tưởng và nghệ thuật, tạo ra được nhiều cảm xúc, chạm đến trái tim nơi sâu thẳm nhất của con người. Điều đó cho thấy văn học nghệ thuật và giới văn nghệ sĩ của tỉnh nhà bằng tình yêu và tài năng sáng tạo của mình luôn có mặt và đồng hành trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng quê hương Tây Ninh ngày một phát triển và phồn vinh. Qua 4 năm thực hiện, đã xây dựng phát động nhiều phong trào mô hình mới, sáng tạo để nâng cao chất lượng học tập và làm theo. Đã có hơn 1.300 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên được biểu dương khen thưởng. Hội nghị tổng kết năm 2019, sơ kết 4 năm thực hiện chỉ thị 05 cấp tỉnh,
có 25 tập thể và 37 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo gương Bác. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Tây Ninh thì được triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục và nghiêm túc, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng lao động. Đó cũng chính là cái yếu tố quan trọng góp phần quyết định đến cái việc hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh của đơn vị trong những năm qua. Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế bền vững, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân, là kết quả thiết thực nhất để dâng lên Bác Hồ kính yêu. Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng ngày 19 tháng 5, huyện đoàn Châu Thành đồng loạt ra quân triển khai thực hiện công trình thanh niên, tuyến đường thanh niên làm theo lời Bác năm 2020. Công trình được triển khai tại hầu khắp các khu dân cư, khu đồng bào dân tộc thiểu số, khu đồng bào tín đồ tôn giáo có đông thanh niên sinh sống. Tùy theo nguồn kinh phí vận động và điều kiện thực tế của các địa phương, trên các tuyến đường thanh niên này, lực lượng đoàn viên thanh niên sẽ thực hiện thắp sáng đường quê, treo cờ tổ quốc, vận động người dân treo ảnh Bác tại nhà, thực hiện tuyến đường hoa. Tại xã Thái Bình, địa phương được chọn làm điểm để triển khai thực hiện công trình, 105 lá cờ tổ quốc đã được cắm đều, dọc theo hai bên tuyến đường dẫn vào các khu dân cư của ấp Bình Long và ấp Suối Muồn. Ngoài việc tận dụng những trụ cờ sẵn có của các hộ dân, đối với những trụ cờ đã cũ, không đồng bộ, đoàn viên thanh niên sẽ tiến hành thay mới miễn phí cho hộ dân. Ngoài ra, đoàn viên thanh niên còn đến từng hộ, trao tặng 65 ảnh Bác Hồ và vận động người dân treo ở những vị trí trang nghiêm nhất trong ngôi nhà của mình. Công trình thanh niên, tuyến đường thanh niên làm theo lời Bác được Ban Thường vụ huyện đoàn phát động, tổ chức thực hiện trong 15 trên 15 xã thị trấn trên địa bàn huyện để chào mừng cái kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Đảng bộ huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2020-2025, cũng như là hưởng ứng hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động. Việc triển khai này thì nó góp phần của tuổi trẻ huyện nhà tham gia xây dựng nông thôn mới, tạo cảnh quan thôn xóm ấp nó đẹp hơn, cũng như là đẩy mạnh cái việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh rộng rãi trong cán bộ, đoàn viên thanh niên và quần chúng nhân dân. Trong ngày đầu ra quân, mỗi xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều thực hiện ít nhất một tuyến đường thanh niên làm theo lời Bác. Trong thời gian tới, đoàn viên thanh niên trong toàn huyện sẽ tích cực vận động nguồn lực và triển khai thực hiện nhiều hơn nữa các tuyến đường thanh niên này. Tại khu dân cư biên giới Tràng Riệt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Biên cùng với huyện đoàn và các ban ngành đoàn thể huyện đã tổ chức lễ phát động trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2020, kêu gọi các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị cùng toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây. Mỗi cơ quan, tổ chức, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia trồng cây, chăm sóc và bảo vệ cây xanh ngay tại cơ quan, đơn vị, trường học, địa bàn nơi học tập, công tác và sinh sống, góp phần cải thiện môi trường sống và sự phát triển bền vững của quê hương đất nước. Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo huyện Tân Biên cùng các đại biểu và nhân dân ấp Tân Khai đã tham gia trồng 200 cây dầu tại khu dân cư biên giới Tràng Riệt. Sáng ngày 19 tháng 5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, chủ trì hội nghị trực tuyến công bố chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo công bố từ hội nghị, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Tây Ninh xếp hạng thứ 44 trong cả nước. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Tân, trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh. Trong năm 2019, công tác cải cách hành chính tiếp tục được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính được các bộ, ngành, địa phương triển khai nghiêm túc, đồng bộ và có nhiều đổi mới sáng tạo. Qua đánh giá, chấm điểm, đối với các bộ và cơ quan ngang bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có chỉ số cải cách hành chính cao nhất với 95,40%,
Bộ Giao thông Vận tải có kết quả thấp nhất với 80,53%. Còn đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ số cải cách hành chính trong năm 2020 được ghi nhận với kết quả đạt cao nhất trong 4 năm trở lại đây. Quảng Ninh là tỉnh có lần thứ 3 liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng. Tỉnh Tây Ninh xếp hạng thứ 44 trong cả nước với kết quả đạt 80,05%. Năm 2019, có trên 84% người dân tổ chức được hỏi cảm thấy hài lòng về sự phục vụ nói chung của các cơ quan hành chính nhà nước ở các địa phương, tăng so với năm 2018. Đa số người dân tổ chức cho rằng tỷ lệ công chức gây phiền hà, sách nhiễu, gợi ý nộp thêm tiền ngoài phí, lệ phí đã được kéo giảm đáng kể. Trong 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Quảng Ninh là tỉnh đứng đầu về chỉ số hài lòng với tỷ lệ 96,26%, Tây Ninh xếp thứ 40 với tỷ lệ 83,45%. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, biểu dương sự nỗ lực của các bộ, ngành trung ương và các địa phương trong nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành trung ương và các địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đã làm được, tiếp tục có những sáng kiến, giải pháp trong cải cách hành chính, đồng thời nghiêm túc khắc phục những tồn tại khó khăn còn gặp phải, phấn đấu nâng cao chỉ số cải cách hành chính và sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Tại Liên đoàn Lao động huyện Tân Biên, sáng ngày 19 tháng 5, khối thi đua Liên đoàn Lao động cấp huyện, thị xã, thành phố tỉnh Tây Ninh đã triển khai quy chế, bảng điểm và ký kết giao ước thi đua năm 2020. Đến dự có ông Võ Văn Dũng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. Bản ký kết giao ước thi đua với các nội dung trọng tâm như tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, các phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức, trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo. Vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động hăng hái đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, phát huy tinh thần trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn, tích cực tổ chức các hoạt động xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Kết quả thi đua giữa Liên đoàn Lao động cấp huyện, thị xã, thành phố trong khối được chấm điểm thi đua năm 2020 để làm cơ sở cho việc bình xét khen thưởng vào cuối năm. Sáng ngày 19 tháng 5, Trường Trung cấp Y tế Tây Ninh tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng cho các tình nguyện viên là học sinh, cựu học sinh của nhà trường đã tích cực tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. Ngay khi được nhà trường và ngành y tế phát động, hơn 40% số học sinh năm 2 và năm 3 của nhà trường đã hăng hái đăng ký tham gia tình nguyện. Nhiều cựu học sinh của nhà trường hiện đang công tác tại các cơ sở y tế, nhưng vẫn cố gắng sắp xếp thời gian công việc để cùng chung tay tham gia hỗ trợ chống dịch. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thung, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y tế Tây Ninh cho biết, qua tuyển chọn có 28 tình nguyện viên được đưa đến các khu cách ly, hỗ trợ thực hiện các phần việc như ghi phiếu thu thập thông tin người cách ly, thực hiện đo thân nhiệt hàng ngày và cấp phát các loại thuốc thông thường cho những người đang thực hiện cách ly. Thời gian các tình nguyện viên tham gia hỗ trợ là từ ngày 22 tháng 3 đến hết ngày 22 tháng 4, sau đó đã thực hiện tự cách ly tại nhà theo quy định. Thạc sĩ bác sĩ Đỗ Hồng Sơn, Phó Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh, biểu dương tinh thần xung kích tình nguyện của các tình nguyện viên. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, các thầy thuốc tương lai của nhà trường đã có tinh thần tất cả vì người bệnh, tất cả vì sức khỏe cộng đồng. Đây là yếu tố vô cùng quan trọng của những người theo ngành y. Dịp này, Trường Trung cấp Y tế Tây Ninh đã khen thưởng cho một tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tình nguyện hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, để khích lệ tinh thần, tình nguyện viên đầu tiên đăng ký tham gia được nhà trường vận động trao tặng một chiếc TV. Trở lại trạng thái bình thường mới, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh phát triển trong thời điểm này, nhưng không lơ là với việc phòng ngừa dịch bệnh COVID-19. Đó là nội dung quan trọng được Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh Tây Ninh liên tục chỉ đạo, nhắc nhở các địa phương, sở ngành, các đoàn thể thực hiện. Với 240 km đường biên giới, nhiều đường mòn, lối mở, nguy cơ dịch lây lan từ biên giới vào nội địa rất cao. Gần 100 chốt của Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh chốt chặn trên tuyến biên giới đã và đang làm tốt công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài. Trong nội địa, mỗi người dân phải nâng cao cảnh giác, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19,
không được lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế và các bộ, ngành, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh Tây Ninh về phòng chống dịch. Tây Ninh tiếp tục triển khai các chỉ đạo của Thủ tướng về thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, thực hiện tốt công tác y tế dự phòng. Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 đến 18 giờ 30 phút ngày 19 tháng 5 năm 2020. Thế giới, số người nhiễm 4.911.720 người, số ca tử vong 320.454 người, số ca chữa khỏi 1.919.656 người. Tại Việt Nam, số người nhiễm 324 người, số ca chữa khỏi 263 người. Tại Tây Ninh, số ca nhiễm 4 người, số ca chữa khỏi 3 người. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa ban hành quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh, thành phố đối với di tích lịch sử, địa điểm tưởng niệm các chiến sĩ Trung đoàn 2, Sư đoàn 9 hy sinh trong trận đánh Sư đoàn 25 Mỹ năm 1968 tại ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Theo sử liệu từ Bảo tàng Tây Ninh, trong chiến dịch Mậu Thân năm 1968, sau khi tiến công vào trung tâm Sài Gòn, Trung đoàn 2 thuộc Sư đoàn 9 được phân công chiến đấu trên mặt trận Tây Ninh. Trong quá trình hành quân, ngày 12 tháng 9 năm 1968, khi phát hiện địch đổ quân xuống địa bàn xã Thanh Điền, du kích xã và lực lượng vũ trang thị xã Tây Ninh, nay là thành phố Tây Ninh, đã phối hợp cùng cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 2, Sư đoàn 9, đóng trú tại ngã tư ấp Thanh Phước và tổ chức phục kích đánh địch suốt 3 ngày, làm tiêu hao của địch một tiểu đoàn và nhiều xe cơ giới. Trong trận phục kích này, ta hy sinh 21 đồng chí thuộc quân số Trung đoàn 2, Sư đoàn 9. Di tích lịch sử, địa điểm tưởng niệm các chiến sĩ Trung đoàn 2, Sư đoàn 9 hy sinh trong trận đánh Sư đoàn 25 Mỹ năm 1968, hiện đã được khoanh vùng bảo vệ trên diện tích 87m2, là địa chỉ đỏ ghi nhớ công ơn của các liệt sĩ đã ngã xuống cho nền độc lập thống nhất nước nhà hôm nay. Sáng ngày 19 tháng 5 năm 2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh cùng Câu lạc bộ Nữ từ thiện tỉnh tổ chức lễ trao tặng con bò sinh sản thứ 184 cho hộ phụ nữ nghèo trên địa bàn xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Bà Lưu Thanh Hằng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đến dự. Hộ phụ nữ được nhận bò là chị Võ Thị Hà, sinh năm 1989, hiện ngụ tại ấp Tân Đông 1. Tháng 11 năm 2019, chồng của chị Hà là anh Lâm Văn An qua đời đột ngột, để lại chị cùng 6 đứa con, 3 trai, 3 gái, đứa lớn nhất 13 tuổi, đứa nhỏ nhất chỉ mới vài tháng tuổi. Xét hoàn cảnh của chị Hà quá đơn chiết, khó khăn, Câu lạc bộ Nữ từ thiện Tây Ninh quyết định trao tặng cho chị một con bò sinh sản trị giá 20 triệu đồng. Đến dự lễ trao tặng bò và chung vui cùng gia đình, ông Đồng Thanh Tùng, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Lập gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Câu lạc bộ Nữ từ thiện tỉnh đã dành sự quan tâm, chia sẻ với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã là chị Hà, đồng thời mong muốn Câu lạc bộ tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong thời gian tới để chăm lo cho người nghèo. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị khán giả đến với tiết mục Vì văn minh cuộc sống. Thưa quý vị, vào mùa mưa, nhiều tuyến đường tại thành phố Tây Ninh lại bị ngập nước cục bộ. Nguyên nhân chính được chỉ ra phần lớn là do nhiều miệng cống thoát nước bị rác thải che kín nên không thoát nước được. Theo ghi nhận của phóng viên, trên một số tuyến đường của thành phố Tây Ninh như Cách mạng tháng 8, 30 tháng 4, Nguyễn Trãi, Hoàng Lê Kha, nhiều miệng cống thoát nước hiện nay bị bịt kín bởi đất cát. Một số miệng cống thì tràn ngập rác thải như túi ni lông, lá cây. Tuy nhiên, những miệng cống này đều không được vệ sinh, nạo vét. Đối với tình trạng ngập cục bộ một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Tây Ninh vào mùa mưa là do một phần hệ thống cống thoát nước trên địa bàn được đầu tư xây dựng từ lâu nên xuống cấp hư hỏng, dẫn đến khả năng thoát nước bị hạn chế. Ngoài ra, do một bộ phận người dân để rác thải sinh hoạt ngay ở vị trí hố ga, khi trời mưa xuống, rác thải lọt vào vị trí miệng cống thoát nước dẫn đến bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Chương trình Vì văn minh cuộc sống phản ánh đa chiều sự chuyển động của đô thị đến nông thôn. Quý khán thính giả có thể gửi các thông tin, những hình ảnh đẹp, gương người tốt việc tốt hoặc những tồn tại bất cập làm mất mỹ quan đô thị nông thôn về chương trình theo địa chỉ.
Email tin thời sự ttv11a@gmail.com, Inbox, Facebook / Tây Ninh TV Online, hoặc liên lạc đến số điện thoại 0889 122 333, nhánh số 1. Tất cả vì một đô thị nông thôn văn minh, nghĩa tình. Quý khán giả thân mến, phần tin vì văn minh cuộc sống cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay. Kính mời quý vị khán giả xem lại các chương trình thời sự trên website tayninhtv.vn, fanpage và kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.